Tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã tổ chức họp báo thường kỳ dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải, người phát ngôn Bộ Công Thương. Tại họp báo, Thứ trưởng và đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ đã trả lời nhiều câu hỏi của phóng viên liên quan đến các lĩnh vực của ngành. Thông tin tại buổi họp báo, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải đánh giá, năm 2021, dịch bệnh COVID-19 đã gây ảnh hưởng nặng nề hơn so với năm 2020. Mặc dù vậy, ngành công nghiệp chế biến chế tạo tiếp tục là động lực tăng trưởng chính của công nghiệp, với mức tăng 6,37%, đóng góp 1,61 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng GDP của cả nước và đóng góp tới 86,7% tổng kim ngạch xuất khẩu. Xuất nhập khẩu tạo kỷ lục mới với tổng kim ngạch ước đạt gần 670 tỷ đô la Mỹ, trong đó xuất khẩu ước đạt 336 tỷ đô la Mỹ, tăng 19%, vượt 15% so với kế hoạch được Quốc hội và Chính phủ giao. Nhập khẩu ước đạt 332 tỷ đô la Mỹ, tăng 26,5% so với năm 2020. Cán cân thương mại ghi nhận xuất siêu năm thứ 6 liên tiếp với giá trị khoảng 4 tỷ đô la Mỹ. Thị trường trong nước tương đối ổn định, cơ bản đảm bảo được cân đối cung cầu, đặc biệt là cung ứng đủ hàng hóa thiết yếu trong vùng dịch với giá cả ổn định, góp phần đạt mục tiêu kiểm soát lạm phát. Thương mại điện tử trở thành phương thức phân phối quan trọng, góp phần duy trì chuỗi cung ứng và chuỗi lưu thông trong và ngoài nước, hỗ trợ tiêu thụ hiệu quả một lượng lớn nông sản cho người nông dân và doanh nghiệp. Doanh thu thương mại điện tử đạt khoảng 13,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 16% so với cùng kỳ và thuộc nhóm 3 quốc gia có tốc độ tăng trưởng về thị phần bán lẻ trực tuyến cao nhất khu vực Đông Nam Á. Công tác quản lý nhà nước đối với các ngành lĩnh vực được tổ chức triển khai đồng bộ, kịp thời, các chủ trương, định hướng lớn của Trung ương và của Chính phủ đều được cụ thể hóa bằng các chương trình hành động để thống nhất chỉ đạo và tổ chức triển khai hiệu quả trong toàn ngành, đóng góp tích cực vào thành tích chung của ngành công thương.